Học tiếng Anh cùng bạn. Ok, xin chào các bạn học viên yêu mến. Buổi trước thì các bạn đã học với mình về cái từ how are you rồi, đúng không? How are you. Và chúng ta đã có được một cái cấu trúc rất đơn giản, đó là cấu trúc của từ để hỏi này, đúng không? Cộng với một động từ to be và một đại từ, và ta ra sẽ có một câu hỏi. Đấy là cái cấu trúc chung để có một câu hỏi, đúng không? Thì ước mong là các bạn phải ghi chép nhé, các bạn phải ghi chép thôi. Còn học thì không ghi chép thì không làm được, đúng không? Đấy. Còn tiếp theo thì cái bài này chúng ta sẽ có những từ mới và chúng ta sẽ cùng luyện nghe và luyện nói với nhau nhé. Và sẽ có một cái tí bài tập nhỏ nhỏ ở dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tra tất cả từ mới nhé, học từ mới nhá. Từ mới bài này đầu tiên sẽ có về ta sẽ có từ how, là ta học là như thế nào rồi đúng không nhỉ? Từ how. Ta sẽ học từ how đi. How ở đây ta sẽ lấy cái nghĩa là từ để hỏi nhá. Để đặt ra một câu hỏi và nó thường đứng trước nhá, đứng đầu câu luôn. Từ để hỏi và ta sẽ đặt và nó có nghĩa là như thế nào hay là ra sao. Tức là nói về cái tình trạng của một người, của một sự việc, hay một sự vật hay tình trạng của một cái gì đó. Thậm chí là thời tiết. Đấy. Thậm chí là cảm xúc hay là một cái gì đó. Tiếp theo ra có từ fine. Tiếp theo có từ fine. Từ fine là từ fine đây ta thấy nghĩa là tiền phạt. Nhưng mà ta không lấy cái nghĩa danh từ hay là động từ, mà ta lấy nghĩa tốt đẹp là tính từ nhá. À, bị phạt tiền thì ai là tốt đẹp nữa. Bây giờ ta sẽ lấy từ fine. Từ fine ta sẽ lấy nghĩa tính từ sẽ viết tắt là attractive. Tính từ tiếng Anh là attractive và ta viết tắt ba chữ cái đầu tiên. Attractive là ADG thôi. Nha. À, cái bài đầu tiên, bài lesson 1 rồi là các bài trước mình đã nói cho bạn về cái cấu trúc và cách học từ mới rồi, các bạn có thể tra cách học từ mới nha. Mark P hay Xuân Đọc hay nên đọc gì đó mình không nhớ nữa, thì nó sẽ ra. Rồi, từ này có nghĩa là tốt đẹp. Tốt đẹp. Tốt hay đẹp. Tuyệt vời. Khỏe mạnh. Hay là ok, không có yếu gì nữa. Fine. Từ fine không phải số 5 nhé, không phải là số 5. Từ số 5 nó là fine, có chữ E, chữ N này, chữ V nhé. Rồi, tiếp theo ta sẽ có những từ mới tiếp theo đi. Tiếp theo có từ mới là well. À, từ very thì các bạn, nhiều bạn không biết từ very, từ well và từ an. Còn từ thank you, trong từ thank thì chúng ta sẽ không học nhé. Chúng ta sẽ biết từ thank là cảm ơn rồi, đúng không? Nó thành cái tiếng Việt rồi. Đó, từ very, very này thực ra nó cũng là một từ tiếng Việt rồi, có nghĩa là rất nhiều, rất nhiều. Rất tốt và lắm, đúng không? Very nó là một phó từ thì chúng ta sẽ viết là adverb. Thôi từ tiếng Anh nó là adverb thì chúng ta sẽ viết là đây là ADV thôi. Viết rõ là adverb, very. Phó từ này nó có nghĩa là rất hay là nhiều. Rất lắm. Rất nhiều, nói chung là nó chỉ về cái gì đó rất nhiều. Very là rất, đúng không ạ? Tiếp theo ta sẽ có một từ đó là từ well. Đấy, từ well sẽ là cái giếng, đúng không? Danh từ là cái giếng, nhưng mà ta sẽ không lấy cái danh từ trong bài này mà ta sẽ lấy nghĩa tính từ. Nghĩa tính từ vẫn là adjective và nó có nghĩa là tốt. Well là tốt. Well tốt. Các bạn đã thấy ai khen các bạn well done chưa? Well done là làm tốt lắm. Well done. Làm rất tốt. Rồi chúng ta sẽ có một từ cuối cùng. Đó là từ an. Đó là từ an. Đó là từ an. Từ an là một liên từ, tức là từ nối đấy, có nghĩa là từ và thôi. Và ví dụ nó là anh và em, đúng không ạ? Đấy, liên từ. Ta viết bằng tiếng Việt rất dễ. Là từ và, nó nghĩa là và. Liên từ tiếng Anh là conjunction. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cứ viết như này thôi. Ta không biết tắt được như ADV hay ADC, có về điện từ tăng ít gặp thôi. Nên từ và ở đây nó không dùng để nối giữa bạn và tôi, anh và em. Đấy. Mà nên từ và này sẽ đi theo một cái cụ, đó là and you có nghĩa là còn bạn. Cái là còn bạn thì sao? Đã, còn bạn. Đấy. Và ta có từ very well này nối với nhau. Ta từ very cộng với từ well. Đấy. Thì ta sẽ bằng một cái gọi là
Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Very well, very well, very well. Ok, các bạn còn vấn đề gì không? Bạn hiểu hết bài mình nói không nhỉ? Ok, mong là các bạn không có thắc mắc gì. Tuyệt vời nhá. Bây giờ tôi sẽ thấy này. How là như thế nào? Fine là tốt đẹp. Từ well cũng có nghĩa là tốt, cũng nghĩa là tốt. Từ fine và từ well sẽ có nghĩa giống nhau. Cho nên chúng ta học hai từ có nghĩa giống nhau để cho chúng ta có sự thay đổi và linh hoạt trong ngôn ngữ để nói, đúng không? Thế còn ta có từ and là và, nhưng trong trường hợp này ta sẽ dùng từ and you, nghĩa là còn bạn thì sao nhỉ. Rồi từ how thì ta học từ bữa trước rồi, từ how ta học từ bài trước rồi, các bạn có thể ghi chép nhá. Rồi làm được giải ngắn ngủn này thôi, nhưng mà có vài từ mới như vậy nó sẽ làm chúng ta đau đầu nhỉ. Bây giờ lập tức cho các bạn nghe cả đoạn hai cái đoạn hội thoại này. Nghe hai đoạn hội thoại này nhé. Tape script 1.4. 1.4 có nghĩa là 1.4 nhé. 1.4 là 1, point là chấm, 4 là 4. Hi John, how are you? Fine, thanks Sandra. And you? I'm okay, thanks. Ok, bạn thấy là cái tiếng của người ta nói rất hay đúng không? Hi John, how are you? Hi. Chào John, bạn khỏe không? Cái từ hai nó mang tính chất là nhí nhảnh và rất là vui vẻ và thường chỉ dùng cho hai người bạn bè chào nhau thôi, rất là thân cần hoặc là rất là ấy mới chào nhau. Nó mang tính chất nhí nhảnh, nó không mang tính chất lịch sự và trang trọng. Đấy, cho nên là cái cách nói nó rất là hay. Hi John, how are you? Đấy, nó rất hay. Fine thanks, Sandra and you. I'm okay thanks. Đấy, I'm okay thanks. Ok, các bạn hiểu chưa? Bây giờ ta sẽ phần 1.5 nhé. Tape script 1.5. 1.5 là 1.5. Hello Hiro, how are you? Hello Hiro, how are you? Very well, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. How are you? Very well, thanks. And you? Very well, thanks. And you? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Ở đây ta thấy là cái từ hello này nó sẽ cảm giác nó có gì nó khiết cưỡng, đúng không? Nó nghiêm túc và nó trang trọng, lịch sự hơn cái từ là hi John, how are you? Đó. Thì cái bối cảnh của cái bạn John và Sandra này nó có thể là hai người này thân cần nhau hơn, bạn bè học cùng lớp hay là gì đó. Còn cái mối quan hệ giữa anh Hiro và anh John này có là một cái mối quan hệ chưa được thân lắm, nó vẫn còn là xa xa, mối quan hệ còn xa xa chưa được thân lắm, nên cho nên họ đã dùng cái từ hello. Và đặc biệt như vậy trong cái cách nói chuyện nó cũng bớt đi cái phần nhí nhảnh, nó phần lịch sự hơn. Chúng ta thì nghe thêm nhé, nghe thêm. Hello Hiro, how are you? Yeah. Hello Hiro, how are you? Đấy, cách nói nó rất là chắc chắn hơn. Very well, thanks. And you? Đấy. Very well, thanks. And you? Tức là ông John đáp lại nó còn chắc chắn và lịch sự hơn nữa, đúng không ạ? I'm fine, thanks. Thấy chưa? I'm fine, thanks. Nó chỉ là cái câu chào cửa miệng thôi. Nó là cái câu chào cửa miệng thôi. Thì trong cái bài này, nó sẽ dịch như sau. Đơn giản là John chào Hiro. John chào Hiro. Thì là how are you? Bạn khỏe không? Thì Hiro đáp lại, very well, thanks. Tôi rất tốt, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao? Đúng không ạ? Thì ông này trả lời, I'm fine, Stan, tôi cũng khỏe mà, cảm ơn. Đó. Thì đôi khi người ta thấy câu chào hỏi này nó cảm giác nó cứ làm sao khi người ta dịch ra thật tự dưng gặp nhau chào hỏi này. Nhưng mà đối với người Tây thì là quen rồi. Ví dụ ta gặp nhau đôi khi ta không chào nhau, người Việt ta không chào nhau đâu. Người Việt ta cũng gặp nhau cũng nói, ê, đi đâu ấy? À, nó thay thành từ hai, đi đâu đấy? Đó. Hai, nó giống như là hi, how are you vậy? Đúng không? Người nước ngoài thì hi, how are you ở Việt Nam này. Ê, đi đâu đấy? Đi đâu đấy? À, ô xin chào đi đâu đấy, ô xin chào làm gì đấy, hiểu chưa? Thì cái người Việt chúng ta là như vậy, người nước ngoài thì cứ mở miệng ra cái how are you, còn người Việt Nam thì cứ mở miệng ra đi đâu đấy, làm gì đấy, họ đang làm gì à, họ đang ở đâu đấy. Thì cái người Việt Nam chúng ta là như vậy, thì người nước ngoài cũng vậy thôi, đúng không ạ? How are you là câu cửa miệng vậy. Thì sau này ta sẽ học những câu như là đi đâu đấy, đang làm gì hoặc đang ở đâu, đúng không ạ? Để ta thay thế cho câu how are you thì ta nói chuyện với người nước ngoài sẽ hay hơn rất nhiều. Rồi thì bài này nó yêu cầu ta thực hành một chút. Thì ở đây cái phần ô trống để chúng ta sẽ biết là hai, chúng ta thay tên của ta vào đây, ví dụ như hai Lộc hoặc hai Mark hay là hai Hương hay là hai gái, đúng không? Rồi là how are you, how are you, bạn khỏe không? Thì một người sẽ trả lời fine thanks.
đáp với người hỏi mình tên ông là gì thì thay vào đây đúng không? Thay tên này thôi. Còn and you là còn bạn hay sao? À, còn bạn sao thì có thể trả lời là very well, thanks hoặc là fine, thanks. Đấy. Người kia trả lời fine, thanks rồi, ta nên dùng very well, thanks. Nó sẽ hay hơn. Ta không nên lặp lại câu nói của họ để làm đi mất cái sự trang trọng lịch sự. Các bạn cũng chú ý một tí. Hoặc là các bạn dùng I'm okay. Hoặc là I'm okay, thanks. Nhưng mà từ ta okay nó mất lịch sự. Ta okay nó mất lịch sự. Nó nắn cân nhí nhảnh hơn là cái từ very well hoặc là thanh. Ok, nó mang cái chất gì nữa. Đó. Đặc biệt là đối với người cao tuổi hơn mình cứ ok này thì nó không được hay đúng không ạ? Nó không được hay về cái mặt lịch sự. Đấy. Thì các bạn chú ý như vậy. Thì chúng ta sẽ nhớ chúng ta sẽ nhớ cái từ fine là tốt và từ well là tốt. Vậy thì có khi chúng ta sẽ dùng fine times hoặc là very well, thanks. À, chỉ có hỏi là how are you, 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 how are you. À, bạn là thế nào, nó cái câu cửa miệng thôi. Thì bây giờ ta sẽ có một cái vấn đề như sau. Là ghi nhớ cái bài học ta đã học một chút. Thì bài học ta sẽ học là về cái từ am, is và are. Am, is và are. Am, is và are. Thì am, is và are là một nghĩa thôi, là thì hoặc là hoặc là ở. Nó là động từ to be để hoàn thiện, để đáp ứng đủ và không làm cho cái cấu trúc của câu bị sai nghĩa thôi. Thế cho nên là người ta thường người ta viết tắt được. Ví dụ như ai thì các bạn biết là ai đi với em như một cặp vợ chồng rồi. Mình nhắc lại thôi. Ta sẽ nhìn thấy how you thì you sẽ đi với a rồi. Ta vừa học xong đó, vừa học xong. How đi với you rồi. Bây giờ ta nhìn từ yes, this là đi với y rồi. Đó, ta cũng vừa học xong. This is là gì này? I'm Sandra. Bây giờ I am Sandra hoặc là I'm Sandra. Đấy, viết tắt là I'm Sandra. Đấy, sau đó how are you? How are you? Hoặc là this is John. Hoặc là this is John. Hoặc là this is John. Nối âm vào this is John. Đấy, các bạn có thể viết cái này nhé. Viết cái này vào sách, chép lại vào vở. Thì đây là cái phần mà ta học trong bài hôm nay. Thì phần cuối cùng là chúng ta sẽ luyện đọc, luyện nói. Hi, John. How are you? Fine, thanks, Sandra. And you? I'm okay, thanks. Hello, Hiyo. How are you? Very well, thanks. And you? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Okay, thì chúng ta cứ luyện đọc như vậy. Làm sao ta quan trọng này, khi nào ta đọc một cái từ mới, ta nhớ này. Ta nhớ là tiếng Anh nó có cái phần nối âm. Nối âm, vì ta có thể đọc ví dụ từ and you, ta không thể đọc là and you mà đọc là and you luôn, and you. And you nối âm như vậy, ta nhớ nhé. And you, you, and you nối âm. Từ I'm okay, thì ta đọc I'm okay nối âm nhé, I'm okay. Đó, sẽ nhanh như vậy, đọc nối âm. I'm okay, thanks. Ta nhớ cái vần S gì, ta đừng vứt đi nhé. Tiếng Anh không có từ S gì, ta phải bật lên. Đấy, hoặc là very very well, thanks, and you. Đấy. Ok, đấy là những cái phần chú ý mà mình nói với các bạn. Còn cái phần dạy về cách đọc nối âm như thế nào đã chia sẻ rồi. Đấy. Và phát âm đuôi như nào cũng chia sẻ rồi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Một lesson số 6 nhé. Goodbye.